Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Đàm Vĩnh Hưng, Thanh muốn hỏi anh một cái điều này. Cái cuộc đời của mình, anh có nhớ một cái ký ức mà làm cho mình cảm thấy nuối tiếc mà mình nhớ tới bây giờ không? Nhiều lắm em ơi. Thật ra thì anh nhớ tới cái điều đáng tiếc nhất trong đời mình. Anh thực sự là tiếc, tới giờ này vẫn còn tiếc hoài. Khi mình đã tìm được, chọn được đúng cái người mà mình muốn sống nhất rồi, yêu thương nhất, mình đã bất chấp, đã gạt bỏ cả một cái sự cưng chiều, nuông chiều đang có sẵn để mình dám chạy theo cuộc tình đó. Tại vì cuộc tình đó nó cho hơn mọi cảm giác, mọi cảm xúc của tình yêu đúng nghĩa. Hiện giờ thì nó không trở về được nữa, nhưng mà nó vẫn không chịu đi đâu. Đấy, nó khổ nhất thế quý vị ạ. Cái gì đi thì đi, ở thì ở. Sợ nhất là trạng thái vấn vương. Em sợ một cái phía trước mặt mình khổ lắm, mà không thể nào mình quên được. Đấy, và cái cảm giác vấn vương đó, nuối tiếc đó sẽ được tái hiện một lần nữa trên sân khấu. Xin mời Đàm Vĩnh Hưng và tất cả những người đang yêu, đã yêu và đã từng nuối tiếc, hãy cùng cảm với tác phẩm của thí sinh sau đây, Mai Trang. Chế độ ăn của chương trình có một cái món không biết tại sao rất là kinh khủng, mà hầu như là hàng tuần đều sẽ có món này. Đó là đậu bắp. Nhắc tới thôi là mọi giác quan nó sẽ tối sầm lại. Trong đậu bắp nó có những cái hộp trắng nữa, mà những cái hộp nó rất là chát nữa, không có một mùi vị gì. Bên cạnh đó nó còn có nhờn nữa. Đối với mình, đồ ăn bất cứ món gì mà có cái nhờn nhờn ở trong đó là yêu. Đừng có đưa nó vô nhà chung nữa. Cá tính của mình là cũng một dạng cá tính mạnh. Những cái hình tượng như là sexy hay là nữ tính, cái từ đó nó không hợp với mình cho lắm. Cái tuần thứ tư của mình đã hóa thân thành Marilyn Monroe. Mình đã cố gắng, rất là cố gắng luôn. Nhưng mà sau khi biểu diễn xong tiết mục đó thì các dancer, các biên đạo, cả bạn nhảy cũng nhận xét mình như là Marilyn Monroe phiên bản nào. Hơi tổn thương tí xíu. Ban giám khảo nói là partner của mình anh Hiền ảnh còn nữ tính hơn mình nữa. Chị nói nghe thật là sốc. Kiềm chế bớt lại, đừng có lắng ngát luôn cái phần nữ tính còn sót lại chí xíu trong người em. Tạc luôn ly kia em ơi. Trời ơi, được chơi một chai luôn đi em. Anh thích thế. Người ta nói phụ nữ là cứ là phái yếu. Không thưa quý vị, yếu lúi là phải đúng lúc đúng chỗ. Lâu lâu là phải bùng nổ. Đấy, cần tạc là chế tạc cho em chơi. Dễ thương quá Mai Trang. Em có biết là em làm cho họ wow mấy lần ở những cái cú lộn mèo của em. Đây là một bài jazz kinh điển, đúng không John? Đúng rồi. Mời John. Rất hay, rất giỏi. Từ đầu chương trình đến giờ đó, đây là cái bài anh muốn xem, một cái bài cảm giác y chang như vậy. Mấy cái bài trước cũng hay, nhưng mà đây là một bài jazz 100% jazz cổ điển, cái thể loại chính của anh, và tụi em làm hay lắm luôn. Cái động tác cuối hình như mình chưa thấy rõ, em có thể làm lại được không? Ngồi xuống đi cưng. Ừ, mình còn ly. Ừ.
Thí dụ nha, không, tại vì mình làm vậy thì nó thô thiển lắm. Mình bắt đầu từ động tác từ đây, bắt đầu di chuyển về đây. Chứ ai mà tạc liền như vậy, được không? Đó, đó. Rồi đó. Slow mo ở đây nè. Slow motion. 1, 2, 3, go. Cầm chai tạc đi bảo đảm 3 điểm 10 em tin không? Bây giờ thưa quý vị, đây không còn là cái vấn đề của kỹ thuật nữa. Đây là vấn đề của khoái cảm giám khảo, được không? Nhá, càng tạc giám khảo càng thích, được không? Thì anh cũng xem lại cái đó. Vì em rất là thay đổi trong chương trình. Lúc đầu em là một cô gái, cái kiểu mà nói là đường phố hip hop một tí xíu, đúng không? Mà bây giờ em có một cái ngoại hình mới. Anh thấy cái mình nói ngoại hình đúng không? Yes. Nè, like đồng hồ sexy. Yeah. Cái cảm giác trong cái bài này nó rất là mượt. Em rất là cá tính trong cái bài này, anh cũng không biết nói gì nữa. Tại vì quý vị biết sao không? Em nói ví dụ nha, cái này nó là gu thôi. Là ví dụ như là jazz á, mà nhảy như mấy bạn kia là theo đương đại thì cái bài này giống như là bolero, đúng không anh Đăng? Dạ, em chính nghĩ vậy. Chính xác. Hai mùa tôi chưa bao giờ thấy John Huy bùng nổ về cảm xúc, dành một cái sự khen ngợi mà nó dư, nó tràn ra xuống cả cái bên dưới này như vậy. Ngay từ cái ngoại hình đầu tiên của em đội cái nón đó, oh my god, I love it. Em rất là thích cái hình ảnh đó. Rồi em lựa chọn hình ảnh thông minh quá. Cái người biên đạo này còn thông minh hơn nữa, khi mà hiểu cha là gì một cách chính xác nhất, có những cái biểu hiện mà không dư và không thiếu. Tuyệt vời, bưng bê. Em làm một lần người ta đang kinh ngạc ha, thêm lần thứ hai nữa, và càng ngày em càng cho người ta thấy những cái sự ngạc nhiên mà lên tới đỉnh điểm như vậy đó, thì rất là khó làm. Ngay cả một bài biểu diễn bình thường thôi cũng phải dành đầu tư thời gian rất là nhiều để một người vũ công chuyên nghiệp để có thể tạo ra cho mình một cái bài dựng nó có những cái bức thang lên từ từ mà nó đổ ào như vậy. Thì có thể nói bài này, tôi nói thiệt, nếu mà ban tổ chức cho tôi 15 điểm thì cho 15 điểm liền luôn á. Còn Nu thì sao ạ? Đêm hôm nay quả thật là một đêm có rất là nhiều sắc màu khác nhau. Có những bài biểu diễn cảm xúc ha, lấn lướt cả kỹ thuật. Nhưng mà có những bài biểu diễn cảm xúc không đặt vào nhiều nhưng kỹ thuật lại đủ để cho anh John Huy cũng như là anh Đàm Vĩnh Hưng coi như là không ngồi yên. Chắc là Nu chỉ chúc mừng mọi người thôi vì mọi người đã làm rất là tốt. Quý vị hãy bình chọn cho họ nếu như cảm thấy họ sẽ được giám khảo bình chọn là tiết mục xuất sắc nhất tuần bằng cách soạn BN khoảng cách 05 và gửi về 8369. Mỗi một tin nhắn sẽ là 3.000 đồng quý vị nha. Bây giờ sẽ là điểm số từ giám khảo. Mời Nu. Wow. Dạ thưa quý vị, đó là 3 con 10. Điểm trung bình của bạn là 10. Xuất sắc. Mời bạn về cái bàn cân. Cái này mới là quan trọng nhất nè. Hình như là hôm nay thì tôi đã thấy bạn bắt đầu có đường cong rồi đấy. Cân nặng cũ là 69,2kg. Cân nặng mới là 67,8kg. Bạn xuống được 1,4kg, tương đương với 2%. Tổng điểm của bạn là 12 điểm. Mặc dù là bạn biểu diễn rất giỏi, nhưng mà cái chỉ số giảm cân bạn hơi thấp. Vì vậy cho nên hiện nay bạn đang là thí sinh thấp điểm nhất. Trà thảo mộc Dr. Thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.